Em xin chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nha. Hôm nay em tiếp tục lên cho các bác nhiều cái giỏ lan đẹp nhé. Giá nó cũng hợp lý thôi. Mã số 1 này. Ba cây chồn rất là đẹp này. Một nụ này, 2 3 này. Cái nụ này nữa là 4 này. Mã số 1 nha các bác nhé. Của em có giá là 200 nghìn. Bán rẻ cho các bác đơn 200 nghìn cho mã số 1. Đuôi chồn Lai Châu. Mã số 2 này các bác này, giò tam bảo sắc nhỏ nhỏ xinh xinh cũng rất là đẹp luôn này. Đây, có 1 cây, 2 cây, 3 4 5 6 cây. Đang có 1 nụ, 2 nụ, 3 nụ, 4 nụ. 5 cái nụ. 5 cái nụ nha các bác nhá. Chỉ cần 2 cái thôi nó đã thơm ngát rồi. Mã số 2. Đấy, giò tam bảo sắc như này ấy. Cây cũng tương đối đẹp này các bác này. Của em có giá là 250 nghìn nhá. 250 nghìn cho mã số 2. Mã số 3 này các bác này. Giỏ này em nói thật các bác chứ, quá đỉnh cao luôn. Chi còn dày đặc luôn. Có hai thân to, hai thân to thì nó đang có 3 cái nụ này. Đang có 3 cái nụ. Đấy, con của nó dày đặc cái này các bác mà nuôi năm tới thì thành cái tác phẩm cực kỳ đẹp luôn, không phải nói phét các bác. Đấy, ba cái nụ nó đã dài như này rồi. Mã số 3 của em có giá là 280 nghìn nhá. 280 nghìn cho mã số 3. Đấy, giỏ tam bảo sắc rất là vip luôn. Mã số 4 này các bác này, một giò kiều vàng đang rất nhiều nụ nhá. Cái này phục vụ các bác ở miền Bắc thôi. Miền Bắc thôi, về các bác chơi hoa nhá. Đang nụ đang hoa rất là nhiều đây. Đấy, đang nụ đang hoa rất là nhiều nhá. Một giò to như này nhá. Mã số 4 của em có giá là 360 nghìn. 360 nghìn, một giò rất là to đấy. Kiều vàng. Đây, hoa của nó đẹp chưa các bác này. Hoa quá đẹp luôn. Cho mã số 4. Kiều này thì về các bác chăm rất là dễ luôn. Mã số 5 này các bác này. Giò tam bảo sắc tiếp theo này. Đấy, giò này cũng có 5 cây nhá. Có 5 cây. Đang có 1 nụ, 2 nụ. 1 nụ, 2 nụ, 3 nụ, 4 nụ, cũng 5 cái nụ. Đấy, cũng 5 cái nụ nhá. Cây cũng rất là chất lượng này các bác này. Đấy. Mã số 5 của em có giá là 280 nghìn nhá. 280 nghìn. Cho mã số 5. Tam bảo sắc. Mã số 6 này các bác này. Mã số 6 nhá, một giò như này nhá. Rất là đẹp luôn, đang có 1 nụ, 2 nụ, 3 nụ, 4 nụ, 5 nụ, 6 nụ, 7 cái nụ. Mã số 6 của em có giá là 300 nghìn nhá. 300 nghìn cho mã số 6, rất là đẹp luôn. Hoa cực kỳ thơm nhá. 300 nghìn cho mã số 6. Mã số 7 này các bác này, một giò cẩm báo nhá. Một giò cẩm báo này đẹp chưa? Đang có 1 nụ, 2 nụ, 3 nụ, 4 nụ, 5 nụ. 5 cái nụ nhá. Mã số 7 nha các bác nhá. Mã số 7 cẩm báo của em có giá là 380 nghìn. 380 nghìn cho mã số 7. Mã số 8 này các bác này, một giò tam bảo sắc tiếp theo này. 1 nụ, 2 nụ, 3 nụ, 4 nụ, 5 nụ, 6 nụ, 7 nụ. Mã số 8 nhá, của em có giá là 300 nghìn. 300 nghìn cho mã số 8. Đấy, cây nó như này nha các bác nhá.
Đấy. 300.000 cho mã số 8. Rất là đẹp luôn. Mã số 9 này các bạn này. Giò này thì cực kỳ VIP rồi. Giò này quá VIP luôn. Một nụ, hai nụ, ba nụ, bốn nụ, năm nụ, sáu cái nụ. Sáu cái nụ nhá. Mã số 9 của em có giá là 380.000. 380.000 cho mã số 9. Nụ nó đã dài như này, hoa cực kỳ thơm nha các bạn nhé. 380.000 cho mã số 9. Đây cây các bạn nhìn, toàn cây VIP, cây đẹp nhé. 380.000 cho mã số 9. Mã số 10 này các bạn này, một giò quế 3 cây cực kỳ đẹp, đỉnh cao của chất lượng luôn. Đấy, bản lá của nó được tầm 4 cm 6 4 cm 8 gì đấy nhá các bạn nhé. Đây này, bản lá rất là to này. Mã số 10 nhá, quế em có giá là 1.500.000. 1.500.000 quế tháng 8. Mã số 11 này, giò cáo này các bạn này, đẹp chưa? Cáo này không biết là nguyên bản hay là gì đây. Em mới lấy của dân về thôi. Mã số 11 có 1 nụ, 2 nụ, 3 nụ. 1, 2, 3 nụ. 4 nụ, 5 nụ, 6 cái nụ. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây. Mã số 12 nhá. Mã số 12 của em có giá là 1.200.000 nhá. 1.200.000 cho mã số 12. Mã số 13 này các bạn này, một giò tam màu sắc cũng rất là đẹp này các bạn này. Đấy. Cũng đang có 1 nụ, 2 nụ, 3 nụ, 4 nụ. Không biết có mấy cái nụ đây, đếm hơi khó. 1 2 3 4 1 2 3 có 4 cái nụ nha các bạn nhá. Mã số 13 của em có giá là 350.000 nhá. 350.000 cho mã số 13. Mã số 14 này các bạn này, một giò quế trắng tháng 8 tiếp này. Mã số 14 của em có giá là 380.000. 380.000 cho mã số 14. Mã số 15 này, một giò kiều vương lộc bắc này, nguyên rề đẹp long lanh như này nhá. Mã số 15 của em có giá là 350.000. 350.000 cho mã số 15. Mã số 16 này các bạn này, một cây cáo chất lượng đẹp không? Quá đẹp luôn. Mã số 16 nhá. Lụ đây này các bạn này. Đấy, chất lá rất đẹp, xếp như này nhá. Của em có giá là 450.000. 450.000 cho mã số 16. Mã số 17 này các bạn này, chất cây chất lá xếp đẹp long lanh như này. Đấy, cũng đang có một cái nụ dài này nhé. Mã số 17 này. Ôi, quá đẹp luôn. Cũng 450.000 các bạn nhé. Cũng 450.000. Mã số 18 này, đây là một chậu cáo giống này. Một chậu cáo giống cái này thì không biết có nụ chưa đây. Đang có một cái nụ nhá. Đang có một cái nụ. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây. Mã số 18 của em có giá là 500.000 nhá. 500.000 cho mã số 18. Mã số 19 này các bạn này. Mã số 19 này. Đây là một giò kiều tím nguyên tử nhá. 380.000. 380.000 cho mã số 19. Mã số 20 này các bác này, một giò tam màu sắc tiếp này, có một cái nụ, hai cái nụ thôi, hai cái nụ. Mã số 30 nhá,
của em có giá là 300.000. À, 20 nhá, mã số 20 nhá. Của em có giá là 300.000. Mã số 21 này. 3 cây 2 cái nụ 160.000. 160.000. Cho mã số 21. Mã số 22 này. Đuôi chồn này các bác này, đẹp chưa? Một nụ, hai nụ, ba nụ. Ba nụ nhá. Mã số 22 của em có giá là đuôi chồn nhá, 250.000. 250.000. Cho mã số 23. Mã số 24 này các bác này, một giò kiều dẹt này. Kiều dẹt nhá, hoa nó vàng óng luôn. Mã số 24 của em có giá là 250.000. 250.000. Cho mã số 24 kiều dẹt. Mã số 25 này. Một giò son môi nhá, son môi nhà em rất là nhiều nha các bác. Cứ yên tâm. Mã số 25 của em có giá là 300.000. 300.000 cho mã số 25, đây là kiều dẹt nha các bác nhá. À, son môi nhá. Son môi. Mã số 26 này. Một giò cáo phân nhánh này. Hoa nó đã được khoảng tầm 60 xe này, các bác thấy cái cáo, dòng cáo Lai Châu hoa nó kinh điển không? Phân nhánh này. Hai vòi hoa đều phân nhánh nhé. Mã số 25 nhá. À 26 nhá, mã số 26 nhá. Của em có giá là 750.000. 750.000 cho mã số 26 cáo phân nhánh. Mã số 27 này các bác này. Một giò tam bảo sắc to bự như này nhá. To vật vã như này. Cái này được bao nhiêu bông hoa nhỉ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Nó được khoảng tầm 30 bông hoa nhá các bác nhá. Được khoảng tầm 30 bông hoa. Mã số 3 29 nhá. Mã số 29 của em có giá là 3.500.000 nhá. Đấy, cho một cái giò tam bảo sắc này có khoảng 30 bông hoa này. 3.500.000 nhá. 3.500.000. To vật vã như này nhá. Đấy, nó như này nhá các bác nhá. Thuần tương đối lâu rồi. 3.500.000 cho mã số 29. Mã số 30 này. Một giò trầm rừng nhá. Nó đang có nụ này, đang có mấy cái nụ và mọc rất nhiều mầm gốc nhá. 260.000 thôi. 260.000 bán thanh lý cho các bác. Cái này nuôi lên, nuôi khoảng đôi tháng nữa nó tầm 400-500 cái giò này. Cho mã số 30. Mã số 31 này. Tam bảo sắc tiếp nhá. Một nụ, hai nụ thôi, ba cây hai cái nụ. Mã số 31 của em có giá là 160.000. 160.000 cho mã số 31. Mã số 32 này. Mã số 32 đây là giò sơn thủy tiên nhé các bác nhé. Giò sơn thủy tiên mã số 32. 450.000. 450.000 cho mã số 32. Mã số 33 này các bác này. Một chậu cáo có hai cây như này này. Có một cái nụ thôi. Có một cái nụ thôi. Đây một cái nụ nó đang lồi ra đây này các bác này. Đấy. Mã số 33 cáo nhá. Của em có giá là 450.000. 450.000 cho mã số 33. Mã số 34 này các bác này. Hai cây, hai cái nụ. Mã số 34 nhá. Của em có giá là 380.000. 380.000 cho mã số 34. Mã số 35 này các bác này, châu đầm lầy này.
châu đầm lầy có 4 cây như này nhé. Mã số 35 của em có giá là 450.000. 450.000 cho mã số 35. Mã số 36 này, em còn vài về chậu hạc vĩ thiên cung nữ bố nữa thôi. Mã số 36 của em có giá là 250.000. 250.000 cho mã số 36 hạc vĩ thiên cung nữ bố. Mã số 36 cũng là số cuối của em nhé. Mong được sự ủng hộ của các bác. Em xin chào tất cả các bác.